Xin chào mọi người. Hôm nay là buổi tối ngày Chủ nhật. Sau 2 ngày thứ bảy và Chủ nhật bán hàng, đóng hàng vật vã thì đến bây giờ là cuối ngày Chủ nhật rồi. Thực sự là quá mệt mỏi luôn. Nhưng mà chiều nay thì là mình vừa lấy về cái lô hàng này. Nó quá hot luôn, quá là nhiều người trông chờ cho nên là mình phải lên video giới thiệu với các bạn. Ngày vừa nói chuyện bán hàng, chốt các đơn hàng rồi là lên các video buổi chiều. Xong rồi nói nhiều với anh em nhân viên quá cho nên là đến bây giờ là tàn rất là khổ. Thôi mình sẽ cố lên một cái video này lên nhanh thôi để giới thiệu với các bạn. Đây là cái mẫu máy, đầu máy cắt cỏ Mitsubishi TBE27. Hàng mới 100% các bạn nhé. Hàng mới 100% chưa qua sử dụng. Đây là hàng mới chưa qua sử dụng và nó là thuộc vào những cái dạng hàng thanh lý ở bên Nhật. Đấy. Và nó được xuất về Việt Nam với cái dạng hàng là hàng bãi các bạn nhé. Hàng bãi thì nó đi theo kiểu các cái không hàng bãi. Đấy. Thế cho nên là nó sẽ không có thùng, không có thùng, không có tem mác gì ở ngoài thùng cả, mà nó chỉ được đóng riêng từng đầu một trong cái, mỗi đầu là một cái túi bóng bọc và đóng trong những cái thùng hàng bình thường, rất bình thường thôi. Bởi vì là như vậy về thì là nó sẽ là qua những cái hàng qua sử dụng thì nó sẽ không phải thuế má như là những cái đơn hàng mới. Và vì chính vì như vậy cho nên là về Việt Nam thì là người sử dụng sẽ tiếp cận được với những cái đầu made in Japan này với giá cực kỳ là tốt các bạn nhé. Buổi sáng ngày hôm qua, buổi sáng sớm ngày thứ bảy ngày hôm qua thì mình có lên một cái video ở ngoài vườn giới thiệu với các bạn là cái mẫu này rồi. Và video đó thì là mình lên chục con, chỉ đến cuối chiều ngày hôm qua thì số khách đã chốt hết 10 con đó và thậm chí rằng là nhiều khách đặt cọc để đợi lô này về. Lô này thì mình về 20 con, về 20 cái đầu. Đây là 4 hàng các bạn nhé, 4 hàng. Và mỗi hàng 5 đầu các bạn thấy ở đây. Đấy, đều như nhau và đều là mới chưa qua sử dụng, chưa có đổ xăng nhớt vào bình, chưa đổ xăng nhớt vào bình, cam kết với các bạn là 100% chưa đổ xăng nhớt vào bình. Và đây là hàng mới chưa qua sử dụng và hàng chính hãng của Mitsubishi. Hàng chính hãng, không phải là hàng lỗi các bạn nhé, không phải hàng lỗi. Mà đây là cái dạng hàng thanh lý, có thể là người ta đặt hàng các cái cửa hàng, người ta đặt hàng rồi là đến lúc là người ta chuyển đổi cơ cấu bán hàng hoặc là người ta không muốn lắp ráp những cái đầu này nữa thì người ta chuyển đổi thì là người ta bán thanh lý về Việt Nam. Tuy nhiên rằng là về Việt Nam thì giá nó rất tốt. Đấy. So với lại máy mới thì giá nó tốt hơn rất nhiều. Trong cái video hôm qua thì mình đã lên video giới thiệu các bạn và công bố giá của sản phẩm, đó là 2.750.000. 2.750.000 một đầu và chưa gồm đã bao gồm tiền ship các bạn nhé, đã bao gồm tiền ship toàn quốc 2.750.000. Còn nếu như mà các bạn nào mà muốn tự chịu ship ấy thì là giá là 2.700.000 các bạn nhé. Đấy, cửa hàng mình bán cái giá là rất là tốt để cho các khách hàng lựa chọn. Về thông số kỹ thuật thì con máy này nó sử dụng một cái động cơ đời mới, một cái động cơ đời mới của Mitsubishi. Nó có thể là đánh giá đây là cái loại đầu mới nhất của chính hãng Mitsubishi các bạn nhé. Nó động cơ của nó có dung tích xi lanh là 27cc và đường kính piston của nó là 34 ly. Đó là thông số của cái động cơ. Nó sử dụng bộ chế hòa khí OnePro, chế xịn của OnePro, hai họng các bạn nhé, chế hai kim hai họng. Đấy, cực kỳ là xịn sò luôn, rất là tiết kiệm nhiên liệu và chế này rất là dễ nổ, rất tiết kiệm nhiên liệu luôn, chế đời mới. Động cơ máy thì nó thiết kế là tum rời các bạn nhé, tum rời, cho nên là chúng ta rất dễ dàng là để mà lắp đặt vào những cái bộ cần 260. Đấy, cứ tum cần 260 lắp là vừa các bạn nhé. Và ngoài lắp vào các cái máy cắt cỏ thì chúng ta có thể là lắp vào những cái máy bơm này, máy bơm nước, máy xịt thuốc, rồi là máy cắt cỏ đẩy tay, rồi là các cái loại máy độ chế hoặc là những cái gì đó mà chúng ta thích thì chúng ta có thể lắp được vào rất dễ dàng. Động cơ này thì nó, các bạn thấy đây, đấy, nó rất đẹp luôn, nó thiết kế rất là đẹp và gọn gàng.
Đặc biệt ở cái con này thì nó thiết kế là cái bình cái ống xả nó quay về đằng trước, ống xả quay về đằng trước các bạn nhé. Và dây giật. Đấy, dây giật thì nó kéo nó có một đoạn dài như này. Đoạn dài như này thường các bạn thường thấy nó ở các cái dòng máy cắt cỏ đeo ba lô, đeo lưng. Thì nó sẽ thiết kế dây như này để chúng ta có thể là dễ dàng khi đeo ba lô chúng ta có thể dễ dàng luồn tay về sau rồi chúng ta kéo được cái dây này và chúng ta giật bụp một phát là nổ. Đây là máy này được thiết kế bộ giật trợ lực các bạn nhé, được thiết kế bộ giật trợ lực cho nên là chúng ta rất dễ nổ, rất dễ giật, bộ giật trợ lực rất là tiện luôn. Đây là hàng mới 100%, các bạn có thể là buổi tối thì là mình sẽ quay qua loa đại khái thôi, còn các bạn quan tâm chi tiết thì có cái video ngày hôm nay mình đăng mình qua sáng qua mình đăng lên để cho các bạn xem rồi. Đấy thì giá của sản phẩm như mình vừa đã nói là 2.750.000 là bao ship toàn quốc. Hiện tại thì trong cái số này thì là đã có chiều từ sáng đến giờ thì mình đã nhận chốt được khoảng 6-7 con rồi, thì hiện tại giờ nó còn khoảng 15 con, 14-15 con. Thì các bạn nào mà từ bắt đầu từ bây giờ trở đi khi mà mình lên video mình đăng xong thì các bạn có nhu cầu mua thì liên hệ ngay với mình qua số Zalo 0983 804 084 để đặt hàng nhé. Giá của sản phẩm và số điện thoại thì mình luôn ghi phần mô tả video. Đấy, nếu như bạn nào mà thích sử dụng cái đầu lầy riêng thì các bạn có thể đặt mua cái đầu lầy riêng với giá đó, và nếu như bạn nào mà muốn mình lắp hoàn thiện một cái máy gồm có cả cần, cả ghi đông rồi là cả dây ga công tắc công tiếp thì lắp đầy đủ, thì là mình sẽ có các cái cần bãi rất là đẹp luôn để lắp vào để phục vụ các bạn nhé. Tuy nhiên là cái số lượng cần bãi đấy nó không có nhiều đâu, mình chỉ phục vụ được một số khách thôi. Còn nếu như cái lô này thì là chủ yếu là mình bán cái đầu động cơ này, cho nên là các bạn mà mua thì là các bạn có thể là mua rời cái đầu này nhá. Còn nếu như mà thích cái đầu này quá nhưng chưa có cần thì các bạn có thể liên hệ với mình để mình lắp cần và bán được cho các bạn cả cần, cả cùng cả ghi đông, cả dây ga, cả công tắc, thì chi phí của nó vào khoảng 500.000 nữa các bạn nhé, chi phí khoảng 500.000 nữa. Đấy thì tổng giá trị sản phẩm nếu đầy đủ là 3.250.000, 3.250.000 là bao ship toàn quốc các bạn nhé. Đấy, cái cần ghi đông, cần và ghi đông và các bộ phận kia cũng là 500.000 bao ship luôn, cũng là cả hai thứ là bao ship là 3.250.000. Các bạn có thể tiếp cận để mua được những cái sản phẩm đẹp như thế này. Đấy, sản phẩm đẹp mới như này, bởi vì là hàng bây giờ các bạn có thể là rất dễ dàng nên ra các cái siêu thị các bạn mua những cái con máy cắt cỏ đời mới bây giờ. Nhưng mà đó là chủ yếu, nếu như chúng ta mà bỏ tiền ra mua những con máy mà từ Nhật mang về sản xuất tại Nhật thì là nó rất là đắt. Còn đa số bây giờ là các cái hàng liên doanh và sản xuất tại Trung Quốc các bạn nhé. Nếu như hàng chính hãng thì là điểm danh thì có Mazuyama, nhưng mà Mazuyama thì chất lượng nó thực sự là không thể nào bằng Mitsubishi được và giá của nó cũng rất là cao. Đấy, và một số cái dòng khác như Husqvarna hay là Estin thì cũng là sản xuất tại nhà máy tại Trung Quốc. Và có những cái con máy ví dụ như hàng hãng KV hay là hãng mấy hãng vớ va vớ bẩn ấy thì nó là hàng Trung Quốc đặc sệt các bạn nhé, do là một số các cái công ty xuất nhập khẩu ở Việt Nam họ nhập về xong họ dán tem dán mã lung tung vào để bán cho khách hàng thôi, giá rất là cao mà lại là hàng Trung Quốc nhé. Cho nên là chúng ta mua hàng thì xin lỗi các bạn mất điện nhá, mình sẽ tạm dừng video đây, mất điện tối hôm rồi. Bạn nào mà có nhu cầu mua hàng thì liên hệ ngay với mình qua số Zalo 0983 804 084 để đặt mua hàng nhá. Giá của sản phẩm và số điện thoại mình sẽ ghi phần mô tả video nhá. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video test tiếp theo. Tiếc quá mất điện, mình lại chưa đấu cái máy phát điện tự động cho nên là mất điện rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.